Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay em tiếp tục chia sẻ cho mọi người cái cách chúng ta tăng cái độ bảo mật lên cho cái Gmail, tức là xác minh hai bước. Thì xác minh hai bước này nó có hai vấn đề, một là xác minh bằng số điện thoại và hai là xác minh bằng cái Gmail. Thì em sẽ đi vào trình bày chi tiết cho mọi người. Thì trước tiên chúng ta đã tạo được một cái Gmail, thì cái Gmail nó mới, nó còn đơn giản, rất là dễ bị hack nha. Nên là chúng ta cần phải tăng cái độ bảo mật để khi chúng ta làm YouTube hoặc chúng ta cài tiền sử dụng đồng tiền điện tử hay là chúng ta làm công việc á, thì chúng ta có thể đảm bảo chắc chắn hơn. Thì mọi người trước tiên vào cái Gmail mà chúng ta mới vừa tạo xong nha. Tiếp theo sau đó chúng ta sẽ là vào cái quản lý tài khoản chúng ta. Mọi người kéo sang phải vô cái phần bảo mật giúp em nha. Bảo mật thì xác minh hai bước. Thì họ yêu cầu chúng ta cần phải nhập cái mật khẩu xem là có phải chúng ta hay không. Ok. Trước tiên chúng ta sẽ cập nhật bằng cái số điện thoại nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ thêm số mới nha mọi người, 0965212616. Rồi bây giờ em sẽ nhập cái mã 685271. Rồi. Đó mọi người. Hiện tại là chúng ta đã xác minh số điện thoại đã xong nha. Thì xác minh số điện thoại mọi người có thể thêm 2-3 số vẫn được tùy mọi người. Ví dụ như chúng ta xài 2-3 SIM thì chúng ta sẽ làm 2-3 SIM. Rồi mã dự phòng này thì cũng khá là hay. Thì mọi người có thể chọn một trong mã dự phòng này, nhưng em thì không khuyên, tại vì đâu chúng ta không có nhớ thì sau này nó rất là lu bu. Chỉ cần là một cái số điện thoại và hai là cái email thôi mọi người. Rồi tiếp tục cái email đây, cũng trước tiên yêu cầu chúng ta là xác minh cái mật khẩu của chúng ta. Rồi email khôi phục là một cái email khác của chúng ta nha. Vậy cái email đó cũng phải là đã xác minh tính hai bước rồi. Rồi bây giờ hiện tại họ cũng sẽ gửi về bên cái Gmail của chúng ta một cái mã gồm 6 số nha mọi người. Rồi chúng ta nhập vào. Rồi như thế là đã xong nha mọi người. Đơn giản. Thì sau này mà chúng ta lỡ có quên mật khẩu của cái Gmail này, hoặc cái Gmail của chúng ta có cái vấn đề gì đó, thì chúng ta sẽ dùng số điện thoại và cái Gmail mà chúng ta khôi phục nè, chúng ta có thể đăng nhập lại. Hoặc khi có sự cố gì thì họ sẽ thông báo lên cho chúng ta. Và đặc biệt á, khi mọi người kiểm tra, nếu như mà chúng ta có quyền cài đặt cho cái điện thoại nào có quyền đăng nhập vào cái Gmail của chúng ta nữa, thì hiện tại chúng ta phải chọn là cái máy của chúng ta. Nếu chúng ta sử dụng hai máy thì chúng ta sẽ đăng nhập ở bên máy bên kia luôn. Thì bên máy này nó sẽ vực ra là hiện tại có một cái địa chỉ của cái máy nào đó nó đang đăng nhập cái Gmail này của mình.
bạn có chắc đó phải là bạn hay không. Nếu mà chúng ta nhắn vào tích màu xanh đó, thì máy kia sẽ được. Còn nếu như chúng ta nhắn vào không thì máy kia sẽ không bao giờ vô được nha mọi người. Nó rất là mạnh cái chỗ này. Thì em xin phép dừng video tại đây nha. Chúc tất cả mọi người chúng ta tạo cái Gmail thành công. Mọi người có vấn đề gì khúc mắc chưa hiểu thì cứ bình luận phía dưới nha. Em sẽ giải đáp theo yêu cầu của mọi người.